Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ứng phó với mưa lũ sau bão số 3 và báo động lũ số 1 trên sông Hồng, sông Luộc. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống lụt bão. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống lụt bão. Tỉnh Hưng Yên sẽ hỗ trợ các tỉnh miền núi phía Bắc và cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ủng hộ các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra với số tiền trên 10 tỷ đồng. Các địa phương tăng cường xử lý sự cố đê và tiêu úng vùng bãi, vùng nội đồng và di chuyển người dân vùng lũ lụt. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình nước sông Hồng lên báo động số 2, sông Luộc lên báo động số 1, hôm nay tỉnh ủy Hưng Yên đã có công văn hỏa tốc về việc phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công điện hỏa tốc về việc ứng phó với mưa lũ sau bão số 3 và báo động lũ trên sông Hồng, sông Luộc. Công văn số 2864 của tỉnh ủy nhấn mạnh, rà soát, kiểm tra, theo dõi các khu vực có nguy cơ bị uy hiếp bởi lũ, lụt, úng ngập để chủ động có phương án, giải pháp cụ thể, phòng chống và xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Kiểm tra, xử lý, bảo đảm an toàn đê điều, công trình thủy lợi, cầu, cống, tuyệt đối không để xảy ra sự cố đê điều do lỗi chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, buông lỏng lãnh đạo quản lý, rà soát bổ sung phương án bảo vệ các trọng điểm đê sung yếu, phương án hộ đê toàn tuyến, phương án di dời người dân ra khỏi vùng lũ lụt, ngập úng, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và các điều kiện đảm bảo thực hiện phương án theo phương châm 4 tại chỗ để hộ đê kịp thời xử lý sự cố đê điều. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, nhất là trong tình hình hiện nay nước lũ đang dâng lên, hỗ trợ di dời người dân, tài sản khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, tham gia thu dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, góp phần khắc phục nhanh chóng, giữ gìn cảnh quan môi trường, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại, nhất là về nông nghiệp do bão gây ra để kịp thời hỗ trợ người dân, bảo đảm duy trì nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hàng, thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế sau bão. Công văn số 2651 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều sung yếu, phương án hộ đê toàn tuyến, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và các điều kiện đảm bảo thực hiện phương án theo phương châm 4 tại chỗ để hộ đê kịp thời, xử lý các sự cố đê điều xảy ra ngay từ đầu, đảm bảo an toàn cho tuyến đê. Chỉ đạo các xã, phường thông báo cho nhân dân thu hoạch hoa màu ở ngoài vùng bãi sông, nhất là bãi sông ngoài đê bối, ưu tiên trước hoa màu ở vùng trũng, hoa màu đến thời kỳ thu hoạch. Chủ động sẵn sàng và triển khai phương án sơ tán dân ngoài vùng bãi sông khi có ngập lụt xảy ra theo phương án của địa phương. Tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, đặc biệt là các vị trí trọng điểm sung yếu. Kiểm tra các điểm canh đê đảm bảo phục vụ công tác canh gác bảo vệ đê. Chỉ đạo các xã, phường sẵn sàng lực lượng canh gác tuần tra đê theo cấp báo động. Tổ chức thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mưa lũ theo đúng quy định để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ đầu giờ. Dừng hoạt động các bãi trung chuyển, bốc xếp, chất chứa tạm thời vật tư, vật liệu trên bãi sông Hồng, sông Luộc. Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng nay đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống lụt bão tại thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động và huyện Khoái Châu. Tại kè Phú Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, kè Phú Mỹ, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, cụm kho vật tư phòng chống lụt bão Nghi Xuyên và trạm bơm Ninh Tập, xã Đệ Tập, huyện Khoái Châu. Tại thời điểm kiểm tra, nước lũ từ thượng lưu vẫn tiếp tục dồn về, mực nước dâng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành liên quan phải thường xuyên nắm bắt tình hình mưa lũ, xả lũ để kịp thời có phương án ứng phó hiệu quả, tránh bị động. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Đê điều và các địa phương phải thực hiện việc canh gác đê theo cấp báo động, thường xuyên tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, kiểm tra rà soát và chuẩn bị các loại vật tư phương tiện, nhân lực theo phương án hộ đê, phòng chống thiên tai của địa phương và của ngành. Các địa phương tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nhất là các khu vực dân cư ngoài bãi sông để từ đó chủ động đưa ra biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Kiểm tra rà soát đảm bảo an toàn các tuyến đê bối, thông báo cho người dân khẩn trương kịp thời thu hoạch hoa màu, thủy sản ở ven sông, những nơi có khả năng ngập lụt. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các bến đò ngang sông,
yêu cầu chủ các phương tiện phải chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn cho hành khách, kiên quyết đình chỉ hoạt động của những phương tiện không đủ điều kiện về an toàn theo quy định. Chúng ta phải xây dựng các phương án, một là cái phương án về di dân ngoài vùng bãi. Khi là có phương án rồi nhưng mà phải chi tiết hơn. Bây giờ tình huống như này thì chúng ta phải chi tiết hơn cái kịch bản hoa màu ngoài bãi, thì động viên nhân dân là chúng ta chủ động để làm sao thu hoạch, làm sao tránh cái thất thu về tài sản. Thứ hai đó là tăng cường kiểm tra cái bốn tại chỗ, đặc biệt cái vật tư vật liệu, lực lượng công an là phòng chống cứu nạn cứu hộ chúng ta phải tăng cường để thực hiện cái này. Nếu có biến động gì thì chúng ta phải xử lý ngay. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với ngập lụt tại thành phố Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng mực nước sông Hồng thuộc địa bàn phường Minh Khai, kiểm tra hiện trạng mực nước tại khu vực cống Ba Cửa thuộc địa bàn phường Lam Sơn, kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực sản xuất nông nghiệp của xã Hùng Cường. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, với lượng nước từ thượng nguồn đổ về do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và sự điều tiết xả lũ từ các hồ thủy điện lớn như Hòa Bình và Tuyên Quang, tình hình mực nước sông Hồng, sông Luộc qua địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành chức năng, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng nhân lực, vật lực xử lý nhanh các tình huống sự cố khi có ngập lụt, theo dõi sát mực nước sông, phát lệnh báo động kịp thời, có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do ngập lụt. Hiện nay mực nước lên rất là nhanh, với tình hình này thì diễn biến rất là khôn lường. Chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo dùng mọi biện pháp để phòng chống thiên tai một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Khi mà nước lên thì không tránh khỏi những thiệt hại với nông nghiệp. Và đồng thời đấy thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo luôn là cho các ngành liên quan đấy để xem xét là thiệt hại của nhân dân. Trước hết là giao cho huyện sẽ hỗ trợ các cái thiệt hại của nhân dân từ nguồn ngân sách dự phòng. Nếu mà cái nguồn dự phòng của các huyện mà trên 50% thì tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ tiếp, giảm thiệt hại tối đa cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã đi kiểm tra công tác ứng phó với ngập lụt tại kè Nghi Xuyên, vùng bãi xã Hàm Tử, huyện Quế Châu, khu vực sạt lở đê ở xã Liên Nghĩa, vùng trồng hoa cây cảnh xã Phụng Công, huyện Văn Giang, khu công nghiệp Phố Nội A, công tác phòng chống úng ngập tại thị xã Mỹ Hào, các huyện Yên Mỹ, Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Tại các nơi đến kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi sát tình hình mực nước trên các sông, thực hiện nghiêm công tác canh gác đê theo cấp báo động. Các địa phương, đơn vị tùy tình hình cụ thể có phương án bơm điều tiết tiêu úng khoa học, chú trọng các khu vực trũng thấp, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đê sung yếu, bối kè trên sông. Công an tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng chí đề nghị tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nắm được diễn biến của mưa lũ để phòng tránh kịp thời hiệu quả, tăng cường nhân lực bám sát địa bàn để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên không quản ngày đêm đang tập trung quyết liệt phòng chống lũ lụt do ảnh hưởng của bão số 3. Tỉnh đã có nhiều phương án, kế hoạch cụ thể để hạn chế thấp nhất thiệt hại cũng như hỗ trợ người dân, hỗ trợ tỉnh bạn bị thiệt hại lớn hơn. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phỏng vấn nhanh đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về vấn đề này. Thưa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra là vô cùng lớn. Hưng Yên đang phải gồng mình để chống úng, lại tiếp tục chống lũ trên sông Hồng, sông Luộc. Vậy xin đồng chí cho biết công tác chỉ đạo chống úng, chống lũ cũng như là khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như thế nào ạ? Trước bão thì chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ các hệ thống máy bơm của tỉnh, hơn 400 cái tổ máy hoạt động 24/24 để rút toàn bộ nước ở trong đồng rồi ở sông ngòi ra khỏi cái khu vực tỉnh Hưng Yên, là phòng khi cái bão lớn thì kèm theo mưa thì cái thiệt hại sẽ bị giảm. Chính vì thế mà không khi mà bơm rút xong thì khi bão xảy ra thì có cái mưa rất lớn và ngày càng lượng mưa càng lớn hơn thì chúng tiếp tục hút, và hiện nay thì cái mực nước của sông Hồng, sông Luộc lại lên rất là cao, và cái lượng hệ thống Bắc Hưng Hải hiện nay chúng ta cũng bơm quá nhiều rồi, cũng lên rất là cao rồi và có nguy cơ là tràn rồi úng cục bộ. Do vậy thì có thể một số vùng là tạm thời không bơm nữa vì bơm cho hệ thống Bắc Hưng Hải là không kịp tiêu. Trên đây là một cái việc rất là lo lắng. Ngày hôm qua và ngày hôm nay thì toàn bộ các lực lượng và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh đã xuống giúp dân, với cô kết hợp với các chính quyền địa phương cùng với lực lượng công an, quân sự rồi các hội đoàn thể
vào cuộc rất là tích cực để giúp nhân dân để di chuyển hoa màu, rồi các cái tài sản ra khỏi cái vùng bị lụt bão. Riêng đối với lại hệ thống sông Hồng, sông Lục hiện nay của Hưng Yên ấy, hiện nay là mực nước tăng rất là nhanh, hiện nay là trên báo động cấp 1 và chuẩn bị cấp 2, và nguy cơ thì cũng có thể là cao nữa. Chính vì vậy mà chúng tôi ra công các cái công điện hỏa tốc, và các ban phòng chống lụt bão của tỉnh đang phát huy và phải trực 24/24 để theo dõi mực nước thường xuyên liên tục. Nếu có biến động lớn thì có các biện pháp mà xây dựng thực hiện kế hoạch nếu khi mà có lũ xảy ra, kể cả khi mà nước lũ xảy ra thì có thể di dời người dân ra vùng an toàn nhất, và đặc biệt là bảo vệ cái tài sản và tính mạng của nhân dân. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Vậy thì công tác chỉ đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra như thế nào, thưa Chủ tịch? Còn nói chuyện thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo tất cả các huyện, thành phố, thị xã và thống kê toàn bộ những dự kiến những cái thiệt hại của bà con nông dân khi mà có bị lũ lụt xảy ra mà gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ. Thì nguồn trước hết là đầu tiên là lấy cái nguồn của các huyện. Thế thì trích từ nguồn dự phòng các huyện hỗ trợ đến 50%. Nếu mà các huyện nào mà không còn nguồn nữa, trên 50% thì tỉnh tiếp tục hỗ trợ hết và đảm bảo hỗ trợ được 100% những cái thiệt hại của bà con khi trồng nông nghiệp mà khi có bão lũ xảy ra. Thế đối với các địa phương tỉnh bạn thì qua cái thông tin đại chúng thì một số tỉnh khó khăn. Đấy, thì hiện nay cũng ảnh hưởng của cơn bão số 3 cũng rất nặng nề, cũng lũ lụt xảy ra rất nhiều và người dân cũng rất là khổ. Thì với phương châm là lá lành đùm lá rách, và lá rách ít thì đùm lá rách nhiều, thì tỉnh Hưng Yên cũng sẵn sàng hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng cho một số các tỉnh khó khăn như Yên Bái, rồi Lào Cai, rồi Hà Giang, một số tỉnh bạn, là mỗi một tỉnh khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra thì tỉnh cũng sẵn sàng đóng góp khoảng vài tỷ để cùng với Trung ương để giúp cho các tỉnh khó khăn, để hỗ trợ bà con nông dân khi bị thiệt hại khi mà bão lũ xảy ra lớn như thế này. À vâng, xin được cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin chúng tôi vừa nhận được, lúc 18 giờ chiều nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện hỏa tốc về việc phát lệnh báo động 2 trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 18 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024. Nước trong nội đồng chưa tiêu hết, nước trên các sông trục đang ở mức cao. Trong khi đó, lũ ngoài sông Hồng, sông Luộc lên báo động 1. Tất cả đang gây ảnh hưởng và gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các địa phương và các lực lượng quân đội, công an và các ngành liên quan đang căng mình để khẩn trương xử lý các sự cố, hỗ trợ người dân sơ tán, người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngay đầu giờ sáng nay, do mực nước dâng cao làm cho nhiều trường học bị ngập, để đảm bảo an toàn cho học sinh, xã Xuân Quan và các xã có trường học ngoài đê ở huyện Văn Giang đã cho học sinh nghỉ học. Hôm trước mưa bão đã ngập mấp mí cái liền kia rồi, nhưng ngày đêm qua thì lại lúc 2 giờ sáng lại dồn dập thì lại ngập nghí cái liền học kia. Thì nhà trường lúc 5 rưỡi là thông báo cho học sinh nghỉ. Bây giờ đang huy động giáo viên, phụ huynh học sinh là kê bàn ghế nên mới lại máy tính lên tầng 2. Để hạn chế diện tích bị ngập úng và đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, huyện Văn Giang đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quan và xã Phụng Công khẩn trương phối hợp với sinh nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang, khu đô thị Eco Park, khu đô thị Đại An khẩn trương kiểm tra hệ thống cống tiêu ra sông Hồng, hoàn thiện các cống tiêu triển khai phương án chống úng theo kế hoạch. Đầu giờ chiều, trên các cánh đồng ngoài đê thuộc các xã Xuân Quan, Phụng Công, thị trấn Văn Giang, Liên Nghĩa, Thắng Lợi và xã Mỹ Sở, mực nước sông Hồng lên cao khiến cho các vườn hoa cây cảnh bị ngập úng. Đặc biệt tại khu vực trạm bơm Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, các hộ trồng quất cảnh, bưởi cảnh nỗ lực vận chuyển cây để tránh thiệt hại do mực nước quá cao. Theo thống kê ban đầu, tại xã Phụng Công và xã Xuân Quan ước có trên 200 hectare hoa cây cảnh bị ngập úng. Tại tuyến đê tả sông Hồng qua xã Liên Nghĩa đã xuất hiện cung sạt trượt nhưng đã được xử lý tạm thời và đã lắp đặt biển báo ngay trong buổi sáng. Đối với địa phương thì cũng đã với cái góc độ là một cái làng nghề cây cảnh đấy, thì thiệt hại do bão thì cũng đã rất lớn rồi. Nên là đến nay mưa thì chúng tôi cũng đã có những cái chủ động thông báo trên hệ thống truyền thanh, đề nghị nhân dân là có những cái di chuyển những cây hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao lên những vùng cao để làm sao là đỡ thiệt hại. Em mới di rời khoảng tầm 5 giờ sáng, bây giờ cứ di rời lên thôi, còn không biết là có cứu được hay không. Để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do lũ lụt bão gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Giang xây dựng phương án sơ tán dân, tài sản và tìm kiếm cứu nạn tại vùng ngoài đê của hai xã Xuân Quan và Thắng Lợi, dự kiến có khoảng 3.113 hộ với tổng số trên 12.000 người sơ tán.
gần cuối giờ chiều, huyện Văn Giang đã kích hoạt phương án di dân xã Thắng Lợi. Tại khu dân cư thôn Văn Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động, chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ chiều qua đến sáng nay, nước sông Hồng đã dâng nhanh lên cao hơn từ 2 đến 2,5 mét, nhấn chìm toàn bộ diện tích canh tác của người dân ở bãi non và bãi chim với diện tích trên 30 hectare. Người dân khẩn trương thực hiện neo đậu thuyền bè, thu dọn tài sản tránh nước sông dâng tràn. Năm 96 là năm bão to là nước vào đến làng, không tưởng tượng được năm 2024 này nước lên quá nhanh. Nhìn thấy nước lên mới từ đêm qua đến ngày hôm nay nước tràn vào đường của thôn Vân Nghệ. Nèo thì nó trôi hết mất rồi, chỉ còn mấy cái phi. Thì từ hôm qua trúc trực và nước nó lên nó nhanh quá. Thôn Vân Nghệ có hơn 357 hộ dân. Ngay trong chiều ngày 10 tháng 8, huyện Kim Động đã thực hiện kiểm tra công tác phòng chống ngập úng tại đây, đồng thời bố trí phương án di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao. Hiện 100 hộ gia đình có nhà cấp 4 được bố trí di rời sang các hộ liền kề có nhà kiên cố cao tầng. Trường hợp nước dâng cao sẽ tiến hành di rời ra khu vực trường học của thôn nằm ở vị trí cao. Thưa quý vị và các bạn, đây là tuyến đường chính dẫn vào thôn Vân Nghệ từ đây sông Hồng xuống ạ. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ khi mà buổi sáng chúng tôi đến đây, nước vẫn ở dưới mép sông ạ. Và bây giờ thì nước đã tràn ngập mặt đường, người dân đi lại rất là khó khăn và nguy cơ ngập úng của khu dân cư Vân Nghệ là rất cao ạ. Trong sáng nay, các địa phương của huyện Kim Động, đặc biệt là 6 xã ven đê đã thực hiện ứng trực 100% quân số và huy động nhân lực tại chỗ để thực hiện hoành triệt 9 cửa cống và xử lý các điểm đê, tuyến đê bối sung yếu, thực hiện mở cửa điếm, các trực đê sẵn sàng vật liệu, đồ dùng phòng chống bão. Toàn huyện bố trí phương tiện gồm 1 phà ngang, 8 thuyền cứu hộ và số lượng lớn xe ô tô các loại sẵn sàng phương án hỗ trợ di dời dân và phòng chống lụt bão. Theo rà soát trước nguy cơ nước sông Hồng dâng cao trên mức báo động 2, toàn huyện sẽ thực hiện di dời trên 110 hộ dân thuộc hai xã Đức Hợp và xã Mai Động đến nơi an toàn. 8 giờ sáng nay thì chúng tôi đã hoành triệt và xử lý 4 vị trí cống, nhưng do tình hình nước lũ diễn biến rất phức tạp, nước lên quá nhanh, cho đến bây giờ là gần 12 giờ thì chúng tôi lại tiếp tục là huy động lực lượng để hoành triệt và xử lý các điểm. Về phương án, nếu như phải di rời khoảng gần 50 hộ dân của thôn Đức Hòa ra khỏi vùng nguy hiểm thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng để phân chia nhóm để thực hiện và phân công ứng trực. Tại huyện Quế Châu, các phương án chủ động khi có lệnh sơ tán dân tại vùng ngoài bối đê sông Hồng là Tân Châu, Đại Tập, Đông Đinh đã được huyện Quế Châu họp và các xã chủ động sẵn sàng ứng cứu khi nước lên cao. Hiện mực nước dâng cao đã làm ngập hàng nghìn mẫu cây ăn quả, cây rau màu, cây cảnh trên địa bàn các xã ngoài bối. Các xã đã huy động lực lượng dân quân, nhân dân trước mắt di chuyển các vùng cây cảnh đang bị ngập lên mặt đê và vùng đất cao. Các điếm canh đã chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng trực chiến và thông tin kịp thời khi sự cố xảy ra. Huyện Quế Châu đã có phương án sơ tán khoảng 8.200 hộ dân ngoài bối sông Hồng vào các xã trong đê khi có lệnh khẩn cấp. Mọi công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng cứu trợ của huyện trong tình trạng đã sẵn sàng. Thành phố Hưng Yên đã di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm ngoài bãi như xã Hùng Cường, Phú Cường, di rời ngay 43 nhân khẩu thuộc 15 hộ dân. Xã Tân Hưng tuyên truyền vận động 104 nhân khẩu thuộc 46 hộ đến nơi an toàn. Đối với các phường, xã còn lại chủ động rà soát các khu vực xung yếu trên địa bàn để xây dựng kịch bản, lực lượng chủ động ứng cứu khi cần thiết. Các cơ quan đơn vị bố trí lực lượng trực theo quy định để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó bố trí lực lượng canh gác đê, thường xuyên tuần tra phát hiện và xử lý các sự cố đê điều. Các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mực nước sông Hồng, chủ động chuẩn bị lực lượng vật tư, dụng cụ tại chỗ, xây dựng phương án di rời. Đây là hình ảnh các cấp chính quyền huyện Tiên Lữ và xã Cương Chính triển khai hỗ trợ đắp đê quanh để chống nước tràn cho nhân dân di chuyển tài sản, vật nuôi khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt. Tôi cũng là một người con của quê hương Phú Thọ và gia đình tôi hiện tại là nước đã ngập vào ngang lưng nhà. Tại địa phương, lực lượng tại chỗ cũng đã giúp gia đình di chuyển một số tài sản và người thân trong gia đình đến nơi an toàn. Nước lũ đang dâng lên thì chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ đưa bà con đến nơi an toàn. Được biết, đến 15 giờ chiều ngày 10 tháng 9, những đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, người khuyết tật đang ở 7 địa bàn có người dân sinh sống ngoài đê sông Luộc, địa bàn huyện Tiên Lữ. Tài sản vật nuôi tại các vùng có nguy cơ ngập trên địa bàn đã được chính quyền huyện chỉ đạo và người dân thực hiện. Ngay từ sáng nay chúng tôi cũng đã triển khai ngay cái công tác phòng chống lũ các cái khu vực đê bối như Thụy Nôi và
Hưng Chính khẩn trương triển khai các cái biện pháp để di chuyển người và tài sản có giá trị lớn ra khỏi vùng lũ. Chiều nay, lực lượng vũ trang huyện Tiên Lữ tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển tài sản tại xã Thụy Lôi và các xã nằm trong vùng ảnh hưởng của mưa lũ. Huyện Phù Cử đang gấp rút triển khai các biện pháp phòng chống ngập lụt. Hiện mực nước sông Luộc tại La Tiến đã báo động 1. Qua khảo sát sơ bộ, toàn bộ diện tích trồng cây ăn quả rau màu ở vùng bãi của ba xã Tam Đa, Nguyên Hòa, Tống Chân đã bị ngập úng và hư hỏng nặng. Công ty cổ phần Lizen cùng chính quyền địa phương đang tập trung triển khai chống trả lũ tại cống Võng Phan, La Tiến và gia cố đê bối Võng Phan. Dĩ nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, vớt vật cản tránh làm ách tắc dòng chảy. Các xã ven đê rà soát cắm cử đào mò, chủ động thường trực nếu có sự cố xảy ra. Nước nguồn dâng cao cộng với mưa những ngày qua khiến cho mực nước sông Bần Vũ Xá trên địa bàn thị xã Mỹ Hào dâng cao. Ngay trong đêm hôm qua, ngày 9 tháng 9, bốn xã phường có sông đi qua là Phan Đình Phùng, Cẩm Xá, Dương Quang và Hòa Phong đã huy động hàng trăm người cùng một số máy móc của đơn vị thi công tập trung chống lũ. Do hệ thống sông này đang trong quá trình thi công mở rộng nên hệ thống bờ bao nhiều đoạn đã bị đào phá, vì vậy hiện còn rất nhỏ và thấp, nguy cơ vỡ và nước tràn vào rộng là rất cao. Biện pháp thi công là dùng máy móc đào đắp thêm bờ bao. Những đoạn sung yếu máy không vào được, dùng bao cát đắp lại. Chiều dài sông đi qua thị xã là trên 16 km. Các địa phương đã đào đắp xử lý được hàng nghìn mét thấp sung yếu. Cùng với đó thường xuyên theo dõi kiểm tra toàn hệ thống cũng như mực nước để kịp thời có biện pháp ứng phó. Hiện mực nước tại sông này đang cao hơn ruộng lúa khoảng 1 mét. Công tác phòng chống vẫn đang được các địa phương triển khai các biện pháp quyết tâm bảo vệ hàng nghìn hecta lúa đang vào kỳ trổ bông. Trước khả năng tuyến đê dài gần 200 mét có nguy cơ bị nước sông Bắc Hưng Hải tràn qua gây ngập lụt toàn bộ hai thôn Xuân Tràng và Đồng Than, từ 10 giờ sáng nay, chính quyền xã Đồng Than đã huy động lực lượng cán bộ nhân dân tại chỗ khẩn trương đóng bao cát, gia cố đê để bảo vệ tài sản và tính mạng của gần 5.000 dân. Chúng tôi cũng đã đắp lên cao được khoảng độ 4-50 phân so với mực nước chiều cường của sông Bắc Hải vẫn tiếp tục dâng cao như thế này. Thì chúng tôi với phương án 4 tại chỗ đồng thời là sẽ ứng trực 100%, 24/24. Quân dân, người già, người trẻ cũng tập trung ra đây hết để xúc cát, kè đê, ngăn nước tràn vào trong dân. Nước sông Bắc Hưng Hải dâng cao khiến nhiều khu dân cư ở 7 xã huyện Yên Mỹ có nguy cơ bị tràn, vỡ đê gồm xã Đồng Than, Thanh Long, Trung Hưng, Trung Hòa, Lý Thường Kiệt, Tân Việt và xã Minh Châu. Để ngăn chặn sự cố có thể xảy ra, ngay trong ngày hôm nay, huyện Yên Mỹ đã huy động lực lượng gồm công an, quân đội và nhân dân cùng các trang thiết bị tập trung gia cố bảo vệ đê. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của huyện cũng đã chỉ đạo các xã tập trung đắp những cái chỗ sung yếu trước, thế và những cái chỗ mà có nguy cơ huy động nhân dân để mà đóng bao cát, thế và để đắp ngăn chặn nước sông Bắc Hưng Hải tràn vào trong khu vực dân cư sinh sống. Trước tình trạng nước sông đang tiếp tục dâng cao, đã gây khó khăn cho công tác bảo vệ đê, huyện Yên Mỹ đang tiếp tục tăng cường lực lượng, huy động nhân dân đẩy nhanh tiến độ xử lý, đắp và gia cố đê, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Trong ngày 10 tháng 9, khi nước sông Cửu An dâng cao, có những điểm nước tràn qua mặt đê Kim Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi đã huy động khoảng 200 người phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức chống tràn tại 5 điểm sung yếu. Khoảng 2.000 bao bố, hàng chục mét khối cát được sử dụng để chống lũ. Chúng tôi đã hợp đồng và đã chuẩn bị toàn bộ cát bao và phương tiện lực lượng để khi nước lên cao chúng tôi tiếp tục có lực lượng ứng phó ngay. Trong ngày 10 tháng 9, xã Hồng Vân đã hai lần tăng cường lực lượng xử lý tình trạng nước sông dâng cao, tràn mặt đê tại 4 điểm sung yếu. Đặc biệt tại đoạn đê qua địa phận thôn Trà Phương dài khoảng 200 mét, xã đã huy động máy móc đắp đất nâng cao mặt đê khoảng 80cm so với mực nước. Bên cạnh đó, xã Hồng Vân tổ chức di rời một hộ dân trong vùng nguy hiểm. Lượng đã đưa đồ dùng của gia đình chị Mơ ra nhà văn hóa. Nếu như nước sông còn cao nữa thì tối thì gia đình sẽ ra để giao cho các đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn để kiểm tra những cái hộ nào mà cần di rời thì chúng ta di rời. Nhưng đối với Hồng Vân thì hiện tại bây giờ mới có một hộ. Hiện nay mực nước trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải dâng cao. Tại một số xã như Tiền Phong, Bãi Sậy, Hạ Lễ, Hồng Quang, Phụ Ủng, mực nước đã sát mặt đê. Trong ngày 10 tháng 9, một số xã như Bắc Sơn, Đào Dương, Hạ Lễ, Hồng Vân đã bố trí lực lượng chống tràn, đồng thời theo dõi mực nước để tiếp tục có phương án ứng phó. Cùng với người dân và các lực lượng khác, từ vài ngày nay, lực lượng quân đội trong tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, bộ đội chính quy và dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện vật dụng tham gia chống lũ lụt sau bão. Với tinh thần tích cực, hăng say, quyết mệt mỏi, trong hôm nay,
hàng trăm chiến sĩ đã tham gia cùng các địa phương vận chuyển hơn 100 mét khối đất và huy động 4.000 bao tải đóng đất để chống tràn. Trên cánh phai xử lý sự cố cống Võng Phan, huyện Phù Cử, hàng trăm chiến sĩ tham gia thông đêm hôm qua cùng nhân dân chống tràn tại sông Bẩn, Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào tham gia dọn dẹp cây xanh đổ. Trong những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục huy động chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân chống lũ lụt sau bão. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố, thị xã, lực lượng công an tại các xã, thị trấn đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp ứng phó với ngập lụt, hỗ trợ các địa phương di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Trong đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân trên địa bàn xã Xuân Quan, huyện Văn Giang di chuyển tài sản, cây cảnh nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con. Tại huyện Phù Cử, Công an huyện đã huy động cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng và nhân dân xã Tống Chân đắp đập chống tràn tại khu vực cống xả Võng Phan, xã Tống Chân. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng đến thăm, tặng quà hỗ trợ tỉnh Hưng Yên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đại diện đoàn công tác có đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ với đoàn công tác về những thiệt hại do bão số 3 Iagi gây ra đối với tỉnh Hưng Yên. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Ngô Xuân Thắng gửi lời thăm hỏi chia sẻ trước những tổn thất do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Hưng Yên, đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân. Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng đã trao 1 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Hưng Yên khắc phục những hậu quả do bão Iagi gây ra. Đồng chí Trần Quốc Toàn cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời cho biết toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.